như thì đặng nhất thiết thời giới chư Phật Thế Tôn thường trụ tại thế thì chư Thế Tôn đương từ niệm nhã nhược ngã thứ sanh nhược ngã tiền sanh tùng vô thị sanh tự dị lai sợ ta chúng tội nhờ tự tác nhược giáo tha tác kiên tác tùy nhược tháp nhược tăng nhược tứ phương tăng vật nhược tự thủ nhược giáo tha thủ kiên thủ tùy hình ngũ vô gián tội nhờ tự tác nhược giáo tha ta kiên tác tùy hỷ thập bất thiện đạo nhờ tự tác nhược giáo tha ta kiên tác tùy hỷ sở ta tội chướng hoặc hữu phú tàn hoặc bất phú tàn ứng đo địa ngục ngà quỷ súc sanh chư dữ a tố biên địa hạ tiện cập miệt lệ xa như để đặng sơ sở tác tội dương kim giai sa mỗi kim chư Phật Thế Tôn đường chứng tri ngàn đương ức niệm ngã ngã phục mư chư Phật Thế Tôn tiền tác như thị ngôn nhược ngã thứ sanh nhược ngã dư sanh tăng hành bố thí hoặc thủ tịnh giới nại chi thi dự xuất sanh nhất đoàn chi tử hoặc tu tịnh hạnh sở hữu thiện căn thành tựu chúng sanh sở hữu thiện căn tu hạnh bồ đề sở hữu thiện căn cặp vô thượng trí sở thiện căn nhất thiết hiệp tập giáo kế trụ lượng giới tất hồi hướng a nậu đa la tam miểu tam bồ đề như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng ngã diệt như thị hồi hướng chúng tội giai xa mỗi chư phước tận tùy hỷ cập thính Phật công đức nguyện thành vô thượng trí khứ lai hiện tại Phật ư ừ, chúng sanh tôi thắng vô lượng công đức hải ngã kim quy mạng lễ sở hữu thập phương thế giới chúng tam thế nhất thiết nhân sư từ ngã di thanh tịnh thân ngữ y nhất thiết biến lễ tận vô dư phổ hiền ảnh nguyện ai thần lực phổ hiện nhất thiết như lai tiền như tân phục hiện sát trần thân nhất nhất biến lễ sát trần Phật ngư những trần trung trần số và các sư Bồ Tát chúng hội chung vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai xuống mạng các vị nhất thiết âm tinh hải phổ xuống vô tận diệu ngôn từ tận ngữ vị lai nhất thiết kiếp tán Phật thảm tâm công đức hài vì chư tôi tăng diệu qua mang kỳ nhạc đồ hương cập tán cái như thì tôi tăng trang nghiêm cụ ngã vị cúng dường chư như lai tôi tăng y phục tôi tăng ngương mạc hương thiêu hương dự đăng chúc nhân nhất giai như diệu cao tổ ngã tất cúng dường chư như lai ngài di quán đại tăng giải tâm thâm tinh nhất thiết tam thế Phật tất di phổ hiền hạnh nguyện lực phổ biến cúng dường chư như lai ngà tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thị tham sân si tùng thân ngữ gây chi sở sanh nhất tiết ngã kiếm giai sám hối
Thập phương nhất thiết chư chúng sanh nhị thừa hữu học cặp vô học nhất thiết Như Lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức giai tùy hỷ thập phương sở hữu thế gian tăng tối sơ thành tựu Bồ Đề già. Ngã kim nhất thiết giai khuyến thành chuyển ngữ vô thượng diệu pháp luân chư Phật nhược dục thế niết bàn ngã tất chi thành nhi khuyến thành duy nguyện cố trụ sát trần kiếp. Lợi là nhân thiết chữ chúng sanh sở hữu lễ tang cúng dường phước tánh Phật trụ thế chuyển pháp luân tùy ấy xa mỗi chư thiện căn hồi hướng chúng sanh cặp Phật đạo. Nguyện tương dị thử thân công đứng hồi hướng vô thượng chơn pháp giới tăng tướng Phật pháp cặp tăng già nhị đế dung thông tam muội ấn như thì vô lượng công đức hài. Ngã kim giải tấn tận hồi hướng sở hữu chúng sanh thân khẩu ý kiến hoạn đàn bán ngã pháp đàn như tỳ nhất thiết chư nghiệp dương tất giai tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chỉ trâu ư pháp giới. Quảng độ chúng sanh dạy bất thôi nại chí hư không thế giới tận chúng sanh cặp nghiệp phiền não tận như thị tử pháp quảng vô biên nguyện kim hồi hướng diệt như tiền. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Vội vội không trên pháp thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì niệm nguyện to Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ nghi thực sám hối hồng danh khắp xót thương chúng sanh khổ não cả vui ta tế độ hàm linh tự nhiên tương hào quang minh chúng còn thành kinh gieo mình quy y. Nguyện kim can thượng sư tiếp thọ Phật pháp tăng tam bảo chứng minh. Nay con một giả phát nguyện ngài chẳng cầu phước báo nhân thiên an nhàn. Bậc tinh văn cùng hàng duyên giác giới quyền thừa Bồ Tát chứ tôn mai quyết cầu đến bậc viên dung nhất thừa tối thượng thông dùng đạo tâm. Nguyện pháp giới thăng trầm hàm thức đồng một thời chứng bậc chân nhân Bồ Đề vô thượng đồng cư chánh đằng chánh giác vô dư niết bàn. Nam mô Quy Di Đà Phật Phương tận hư không giới nhất thiết
chư Phật. Nam mô Quy Tạp Phương Tạng Hư Không. Giới nhất thiết tôn Pháp. Nam mô Quy Tạp Phương Tạng Hư Không. Giới nhất thiết hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai Ấn Cung Chánh Biên Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Dài Vô Thượng Sĩ Điều Ngữ Trượng Phu. Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn Mi. Nam mô Phổ Quang Phật Mi. Nam mô Phổ Minh Phật Hề. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hướng Phật. Nam mô Chiên Đàn Quán Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhất Thiết Tế Giang Nhào Kiến Thượng Đài Tinh Tấn Phật. Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cử Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mãnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bào Cải Chiếu Không Tự Thải Lực Dương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Chi Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Thầy Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiến Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Dương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thượng Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Ai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thắng Vương Phật. Nam mô Tổ Di Quang Phật.
Nam mô Tu Ma Na Ha Quan Phật Ni. Nam mô Đàm Bà La Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Xuất Tề Hoàng Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhật Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tịnh Tấn Quân Phật. Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật. Nam mô Bảo Hoa Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật. Nam mô Hiện Vô Ngu Phật. Nam mô Bảo Nguyệt Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Nam mô Ly Cấu Phật. Nam mô Vọng Thí Phật. Nam mô Thanh Tịnh Phật. Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật. Nam mô Ta Lô Na Phật. Nam mô Thủy Thiên Phật. Nam mô Kiên Đức Phật. Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật. Nam mô Quang Đức Phật. Nam mô Vô Ưu Đức Phật. Nam mô Na La Diên Phật. Nam mô Công Đức Hoa Phật. Nam mô Liên Hoa Quang Vô Hỷ Thần Thông Phật. Nam mô Tại Công Đức Phật. Nam mô Đức Niệm Phật. Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật. Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật. Nam mô Đậu Viên Thắng Phật. Nam mô Thiện Du Bồ Phật. Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm Công Đức Phật. Nam mô Bảo Hoa Du Bồ Phật. Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy thải toàn cầu chư Phật, cõi phàm trần thường trụ độ sanh. Các ngôi Phật ấy chỉ linh, xét soi rõ thấu tánh tình chúng con. Hoặc đời này hoặc hồi tiền thế, cùng vị lai vô thị tử sanh. Tự mình làm việc chẳng lành, hoặc là xúi dục thấy mình hân hoan. Hoặc của chùa hoặc phần tăng chúng, của tư phương phụng cũng
chư tăng. Mình tham hoặc suối người gian, hoặc là thấy lấy mà hoan hỷ tình. Năm tội trong tự mình tạo lấy, hoặc biểu người hoặc thấy vui mừng. Mười điều ác nghiệp tự hành, hoặc mình sai khiến thấy mình hân hoan. Tạo tội chướng hoặc toàn muốn dấu, hoặc cũng trần sự xấu ấy ra. Ứng đài địa ngục xấu hòa xa, hoặc đài ngã quỷ cùng là súc sanh. Hoặc quay đỏ xài lan ác thú, ơi hạ tiện nhân cư trú biển quan. Hoặc đài vào chỗ quế hoang, hoặc là vào chốn mỏi đàn hiểm quy. Những tội chướng trước khi làm lỗi, nay con nguyện sám hối ăn năn. Ngày nay chư Phật mười phương chứng chỉ ghi nhớ tỏ tường vị con. Trước Phật đài cho con trần thuyết, hoặc đời này hoặc kiếp đã qua. Thương người thường bố thí ra, hoặc dành giới cấm hoặc là trì trai. Dầu cho đến cơm ăn một vất, hay chẳng cấp cho những các súc sanh. Hoặc nhờ thiện nghiệp tu hành này, chúng sanh thành tựu căn lành tạo nhân. Bồ đề đạo thiện căn sở hữu, trí vô thượng đầy đủ hoàn toàn. Căn lành trước đặng đoan trang, nay dồn nhau lại đó cân tính lường. Xin hồi hướng đến đường chánh giác, đạo Bồ đề chứng quả viên dung. Y như tam thế thế nhà tôn, cách nào hồi hướng con đồng nói thêm. Các tội lỗi thấy điều sám hối, các phước lành tùy hỷ khâm tuân. Thành Phật công đức quy hoàng, nguyện thành thượng trí hoàn toàn chẳng sai. Ba đời Phật khứ lai hiện tại, gốc chúng sanh tu tập thành công. Công đức như biển vô cùng, chúng con quy mạng một lòng tán dương. Trong thế giới mười phương sẵn có, khen đức Phật ở đó ba đời. Thân con già ý già lời, giữ gìn thành tinh lễ mười phương thiên. Quay thần lực phổ hiền hành nguyện, hiện khắp ra nhật tiết năng nhân. Một thân quá hiển nhiều thân, phân thân khắp lại xét trần như lai.
số chư Phật sanh tài số các hiệp các hàng Bồ Tát rất đông. Mãi trần pháp giới vô cùng mà tinh thâm chư Phật đủ dùng mở trong. Vòng âm thanh thâm trầm như biển tiếng diệu vàng thuyết biển pháp màu. Đến cùng cả thải kiếp mà sao khen công đức Phật thầm sâu khôn lường. Tràng qua mang tỏ tường quy trọng kỳ nhã cùng dù lòng đồ hương. Trang nghiêm tốt đẹp phi thường con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn. Y phục tốt qua thơm cũng tốt hương đốt nghiền đèn đốt sáng trưng. Chất chồng món món cổ từng con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn. Tâm quảng đại của con chân thật tin ba đời có Phật tự nhiên. Thầy đem hạnh nguyện phổ hiền khắp chứng cúng đủ các duyên Phật đà. Từ vô thị tạo ra ác nghiệp bởi tại vì tham độc sân si. Gốc do thân ngữ ý này con nay sám hối bất kỳ trọng khinh. Mười phương có chúng sanh cư trú với nhị thừa phải học cùng không. Như Lai Bồ Tát Thái Đồng mà đủ phần công đức dày công tu hành. Khắp mười phương hiện đèn soi thấu độ sơ cơ thành tổ Bồ Đề. Nay con kính thành quý vị chuyển pháp vô thượng độ bày chúng sanh. Như chư Phật niết bàn dục nhập con chỉ tham cần cấp thỉnh khuyên. Cầu xin cổ trụ trần duyên an vui cho cả nhân thiên mọi đường. Đồ nghe lễ cúng dường nghiêm chỉnh thỉnh Thế Tôn trụ chuyển pháp luân. Tuệ hỷ sám hối thiện căn chúng sanh hồi hướng đến chân Bồ Đề. Công đức trọng đem về một mối nguyện xoay về pháp giới viền dung. Tánh tình tam bảo khôn cùng mà ân tam muội đủ thông dùng tục chân. Công đức này vô lượng như biển, nay con nguyện phụng hiến trọn phần. Nghiệp thân khẩu ý chúng sanh cùng là thấy pháp quay thần nhạo chế. Và cả thái tiền khiên nghiệp chướng nguyện tiêu trừ không vướng món chi. Tư không pháp giới năng tri độ toàn quần chúng chẳng hề trở ngăn.
phiền muôn việc điều tiêu. Mênh mông bốn pháp bao nhiêu, con xin hồi hướng cũng đều như nhau. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma. Tám mươi tám Phật độ nhân thiên, như vậy Thích Ca Kim Khẩu tuyên. Mười hiệu hồng danh điều đầy đủ, ba hai tướng tốt đủ như nhiên. Như Lai từ màu ban ân huệ, quần chúng khổ đau hưởng phước duyên. Dầu trước tạo ra nhiều nghiệp chướng, cũng chẳng sám mối tội tiêu khiên. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Thực Hành Sâu Xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì ngài soi thấy năm bốn điều không nên qua hết tài có ích này. Ông xa lời tử sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Xa tức là không, không tức là sắc, tỏ tướng hành thức cũng đều như thế này. Ông xá lợi tự tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có tỏ tướng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thân hương vì xúc pháp, không có nhàn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chứng đắc nên Bồ Tát nương theo ba nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa lìa mong tưởng điên đào, đạt đến niết bàn chư Phật trong ba đời. Cũng nương vào bát nhã ba la mật đa được quá vô thường chánh đẳng chánh giác, nên biên bát nhã ba la mật đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đằng, đẳng trừ được hết tài khổ chân thật không dối. Vì vậy ngài nói bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đề
chỉ đa tỳ ca lan đa và dĩ ni và già na chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già đa đa già đa già đa đề già tha di đề đô bà tề a di đề đa tất đam bà tề a di đề đa tề ca lan đế a di đề đa tề ca lan đa và dĩ ni và già ta chỉ đa ca lệ ta bà nam mô a di đà bà già ta ta già đã già ta đề già tha di đề đô bà tề a di đề đa tất đam bà tề a di đề đa tề ca lan đế a di đề đa tề ca lan đa và dĩ ni và già ta chỉ đa ca lệ ta Phật Di Đà sanh chẳng qua sắc vàng sáng ánh tốt hơn qua bát hào chiếu diệu nắm mà non cả thanh nhãn trong ngày bốn biển sáng trong sáng qua ra vô số Phật hiện hàng Bồ Tát cũng hằng sáng lời danh bốn tám lời từ phạm liên đài độ chúng mà sanh nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dần đạo xứ A Di Đà Phật nam mô 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 A Di Đà Phật Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô A Di Đà Phật nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đệ tử chúng
từ vô thì gây bao tội ác bởi lầm nên đâm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đài vô thượng gia biển trần khổ số điều tàn sống mu hoài trong kiếp làm mà than con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ lâu giấc giường ấy hôm nay trông thấy đạo quy hoàng xin về nấp bóng từ quan lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ trong đường ác trượt về tham sân si mạng gây nên con hôm nay giữ trọn lời sám hối để lòng thanh tốt trí Phật quang minh như nhật nguyệt từ bi vô lượng của quần sanh ôi từ lâu ba chốn ngục hình giam giữ mãi con nguyện ra theo gót ngài vượt qua khổ ai nương thuyền từ vượt khỏi ấy hà nhớ lời ngài bờ giác không sai hành thập thiện cho đời tươi sáng bỏ việc cho đời quang đàn đem phước lành gieo rất phàm nhân lời ngọc vàng kia mãi bên lòng mà có nguyện được sống đời rộng dài con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài trên bước đường lành này chúng con khổ nguyện xin cứu khổ chúng con khổ nguyện xin tự độ ngoài tham lam sân hận ngập trời phá si mê trí tệ tuyệt vời con nhớ Đức Di Đà Lạc Quốc Phật A Di Đà thân kim sắc tượng tốt quang minh tự trang nghiêm năm tu di quyền chuyển bạch hào bốn biển lớn trong ngần mắt biết trong hào quang qua vô số Phật vô số Bồ Tát hiện ở trong 48 nguyện độ chúng sanh chính phẩm sen vàng lên giải thoát quy mạng lệ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành con nay xin khoát nguyện vãng sanh cuối sinh đức từ bi tiếp đồ.
thành tâm. Chúng con mê mùi lỗi lầm, nghiệp dày phước mong vô tâm hừng hờ. Nay tỉnh ngộ thờ ở đâu lẻ, nguyện Bồ Đề con sẽ điều cao. Ba thừa cửa pháp thắng mau, nhất tâm tịch tình lẽ nào chẳng thông. Chúng con nguyện gia công cố gắng, đường phước duyên xót sanh tuân hành. Bao nhiêu diệu pháp tinh anh, vô quy an lạc tình thanh biệt. Chí thành khẩn hôm mai dồi luyện, chân tinh thần to hiển càng xinh. Lao lao bốn nguyện công trình, chúng sanh nên Phật ơi linh ráng nghề. Ngôi tam bảo khắp nơi truyền ba dòng, Thích Ca một già kiên tâm, đưa nhau thoát cõi mê lầm. Mười phương chư Phật ơn thâm diệu quyền, Bồ Đề tịch diệt phổ hiền, chứng ngôi bất thối cần chuyên tu hành. Nguyện đồng về cõi lạc thành, Tây phương cửu phẩm vạn sanh sen vàng. Về nơi tịnh độ đạo tràng, Di Đà Thọ Ký Lạc Ban mau về. Tụng kinh là hạnh tốt lành, vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. Nguyện cho tất cả hàm linh sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu quyền. Nguyện tiêu ba chướng não phiền, cầu chân trí huệ phá xiềng vô minh. Nguyện trừ tội chướng điều linh, hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm. Nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm, mà hoa sen chính phẩm sẽ làm mẹ cha. Hoa nở thấy Phật hiện ra, vô sanh chứng ngộ bản ta thánh. Nguyện đem công đức hiện tiền, hướng về khắp cả các miền gần xa. Con và cha mẹ ông bà, chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân. Nam mô A Di Đà Phật. Phục nguyện tôi từ tâm khởi đem tâm sớm, tâm được tịnh rồi tôi liền tiêu.
Tội thiếu tâm tình thải điều không thế mới gọi là chân sám hối. Đệ tử thành kính nguyện đem công đức tỏ trì kính sám hối hồng danh âm nghiền. Nguyện cầu hiện tiền ân sư dương dục quá khứ phụ mẫu hiện tại phụ mẫu ơn đàn nã tính thí công phu công hòa cặp ba tánh vạn dân mười phương cõi phước huệ song tu thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ thường được kiết đường xa lìa khổ ách tinh tấn tu hành sớm thành đạo hòa. Thứ nguyện cập kỳ siêu của quyền thất tố nội ngoại gia tiên chiến sĩ trận dông đồng bào tứ nàng chữ hương linh hữu dị vô danh hữu danh vô dị nương nhờ tam bảo bước đến đạo tràng nghĩa kinh nghe kể sớm thoát đường mê sanh về cực lạc phổ nguyện cửa thiền nghiêm tịnh đại chúng mang hòa tính chủ được tam đa đàn nà thêm phước huệ âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đều trọn thành phật đào hòa nam mà mô
nương ức niệm ngã ngã phục mư chư Phật Thế Tôn tiền tác như thị ngôn nhược ngã tử sanh nhược ngã dư sanh tăng hành bố thí hoặc thủ tịnh giới. Nại chi thi dự xúc sanh nhất đoàn chi tử hoặc tu tịnh hạnh sở hữu thiện căn thành tựu chúng sanh sở hữu thiện căn tu hạnh bồ đề sở hữu thiện căn cặp vô thượng trí. Sở thiện căn nhất thiết hiệp tập giáo kế trụ lượng giới tất hồi hướng a nậu đa la tam miểu tam bồ đề như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng. Ngã diệt như thị hồi hướng chúng tội giai xa mỗi chư phước tận tùy hỷ cặp thánh Phật công đức nguyện thành vô thượng trí khứ lai hiện tại Phật. Ừ chúng sanh tôi thắng vô lượng công đức hải ngã kiêm quy mạng lễ sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư từ ngã di thanh tịnh thân ngữ y nhất thiết biến lễ tận vô dư. Phổ hiền ảnh nguyện ai thần lực phổ hiện nhất thiết như lai tiền như tân phục hiện sát trần thân nhất nhất biến lễ sát trần Phật ngư nhất trần trung trần số và các sư Bồ Tát chúng hội chung. Vô tận pháp giới trần diệt nhiên thâm tính chư Phật giai xuống mạng các vị nhất thiết âm tinh hải phổ xuống vô tận diệu ngôn từ tận ngữ vị lai nhất thiết kiếp tán Phật thảm tâm công đức hài. Vì chư tôi tấn diệu qua mang kỳ nhạc đồ hương cặp tán cái như thì tôi tấn trang nghiêm cụ ngã dị cúng dường chư như lai tôi tấn y phục tôi tấn ương mạc hương thiêu hương dự đắng chút. Nhân nhất giai như diệu cao tổ ngã tất cúng dường chư như lai ngài dĩ quảng đại tăng giải tâm thâm tinh nhất thiết tam thế Phật tất dĩ phổ hiền hạnh nguyện lực. Phổ biến cúng dường chư như lai ngà tích sở tạo chư ác nghiệp giai do vô thị tham sân si tùng thân ngữ gây chi sở sanh nhất tiết ngã kiếm giai sám hối. Thập phương nhất thiết chư chúng sanh nhị thừa hữu học cặp vô học nhất thiết như lai giữ Bồ Tát sở hữu công đức giai tùy hỷ thập phương sở hữu thế gian tăng tối sơ thành tựu Bồ Đề già. Ngã kim nhất thiết giai khuyến thịnh chuyển ngữ vô thượng diệu pháp luân chư Phật nhược dục thị niết bàn ngã tất chi thành nhi khuyến thịnh duy nguyện cố trụ sát trần kiếp. Lợi lạc nhân thiết chữ chúng sanh sở hữu lễ tán cúng dường phước tánh Phật trụ thế chuyển pháp luân tùy hỷ xa mỗi chư thiện căn hồi hướng chúng sanh cặp Phật đạo. Nguyện tương dị thử thân công đứng hồi hướng vô thượng chân Phật giới tăng tướng Phật pháp cặp tăng già nhị để dung thông tam muội ấn như thì vô lượng công đức hài. Ngã kim giai tấn tận hồi hướng sở hữu chúng sanh thân khẩu ý kiến hoạn đàn bán ngã pháp đàn như thì nhất thiết chư nghiệp chương tất giai tiêu diệt tận vô dư niệm niệm chỉ trâu ư pháp giới.
quảng độ chúng sanh dạy bất thôi này chí hư không thế giới tận chúng sanh cập nghiệp phiền não tận như thị tử pháp quảng vô biên nguyện kim hồi hướng diệt như tiền. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát. Vội vội không trên pháp thầm sâu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đằng chuyên trì niệm nguyện to như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ nghi thực sám hối hồng danh khắp xót thương chúng sanh khổ não cả vui ta tế độ hàm linh tự nhiên tương hào quang minh chúng còn thành kinh gieo mình quy y. Nguyện kim cang thượng sư tiếp thọ Phật pháp tăng tam bảo chứng minh. Nay con một giả phát nguyện ngài chẳng cầu phước báo nhân thiên an nhàn. Bậc tinh văn cùng hàng duyên giác với quyền thừa Bồ Tát chứ tôn mai quyết cầu đến bậc viên dung dứt thừa tội thượng thông dùng đạo tâm. Nguyện pháp giới thăng trầm hàm thức đồng một tời chứng bậc chân nhân Bồ Đề vô thượng đồng cư chánh đằng chánh giác vô dư niết bàn. Nam mô Quy Di Đạp Phương Tăng hư không giới nhất thiết chư Phật. Nam mô Quy Di Đạp Phương Tăng hư không giới nhất thiết tôn pháp. Nam mô Quy Di Đạp Phương Tăng hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biên tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngữ trượng phu. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn mi. Nam mô Phổ Quang Phật mi. Nam mô Phổ Minh Phật mi. Nam mô Phổ Tịnh Phật. Nam mô Đa Ma La Bà Chiên Đàn Hướng Phật mi. Nam mô Chiên Đàn Quán Phật mi. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Nam mô Nhất Thiết Tế Giang Nhào Kiến Thượng Đài Tinh Tấn Phật.
Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật. Nam mô Huệ Cử Chiếu Phật. Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật. Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tạng Kim Quang Phật. Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dòng Mãnh Phật. Nam mô Đại Bi Quang Phật. Nam mô Từ Lực Vương Phật. Nam mô Từ Tạng Phật. Nam mô Chiên Đàn Cốt Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật. Nam mô Thiện Ý Phật. Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Kim Hoa Quang Phật. Nam mô Bào Cải Chiếu Không Tự Thải Lực Vương Phật. Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật. Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật. Nam mô Bất Động Chi Quang Phật. Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật. Nam mô Thầy Quang Minh Phật. Nam mô Trí Huệ Thắng Phật. Nam mô Di Lặc Tiến Quang Phật. Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Nam mô Thế Tịnh Quang Phật. Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật. Nam mô Sư Tử Hầu Tự Tại Lực Vương Phật. Nam mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam mô Thượng Quang Tràng Phật. Nam mô Quang Thế Đăng Phật. Nam mô Huệ Ai Đăng Vương Phật. Nam mô Pháp Thân Vương Phật. Nam mô Tổ Di Quang Phật. Nam mô Tu Ma Na Ha Quang Phật. Nam mô U Đàm Bát La Ha Thù Thắng Vương Phật. Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật. Nam mô A Xuất Tề Hoan Hỷ Quang Phật. Nam mô Vô Lượng Âm Thanh Vương Phật. Nam mô Tài Quang Phật. Nam mô Kim Hải Quang Phật. Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Nam mô Đại Thông Quang Phật. Nam mô Nhật Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật. Nam mô Bảo Quang Phật. Nam mô Long Tôn Vương Phật. Nam mô Tinh Tấn
quân Phật, Nam mô Tịnh Tấn Hỷ Phật, Nam mô Bảo Hoa Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật, Nam mô Hiện Vô Ngu Phật, Nam mô Bảo Nguyệt Phật, Nam mô Vô Cấu Phật, Nam mô Ly Cấu Phật, Nam mô Dòng Thí Phật, Nam mô Thanh Tịnh Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật, Nam mô Ta Lô Na Phật, Nam mô Thủy Thiên Phật, Nam mô Kiên Đức Phật, Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật, Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật, Nam mô Quang Đức Phật, Nam mô Vô Ưu Đức Phật, Nam mô Na La Diên Phật, Nam mô Công Đức Hoa Phật, Nam mô Liên Hoa Quang Vô Hỷ Thần Thông Phật, Nam mô Tài Công Đức Phật, Nam mô Đức Niệm Phật, Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật, Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật, Nam mô Thiện Du Bồ Công Đức Phật, Nam mô Đậu Diên Thắng Phật, Nam mô Thiện Du Bồ Phật, Nam mô Châu Trác Trang Nghiêm Công Đức Phật, Nam mô Bảo Hoa Du Bồ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật, Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Như vậy thải toàn cầu chư Phật, cõi phàm trần thường trụ độ sanh, các ngôi Phật ấy chỉ linh, xét soi rõ thấu tánh tình chúng con. Quặc đời này quặc hồi tiền thế, cùng vị lai vô thị tử sanh, tự mình làm việc chẳng lành, quặc là xúi dục thấy mình hân hoan, hoặc của chùa, hoặc phần tăng chúng, của tư phương phụng cũng chưa tăng, mình tham hoặc suối người gian, hoặc là thấy lấy mà hoan hỷ tình. Năm tội trong tự mình tạo lấy, hoặc biểu người hoặc thấy vui mừng, mười điều ác nghiệp tự hành, hoặc mình sai khiến thấy mình hân hoan, tạo tội chương hoặc toàn muốn dâu, hoặc cũng trần sự xấu ấy ra, ứng đài địa ngục xấu hòa xa, hoặc đài ngã quỷ cùng là súc sanh, hoặc phải đỏ xài lan ác thú, hạ tiện nhân cư trú biên quan, hoặc đài vào chỗ quế hoang, hoặc là vào chỗ mỏi đàn hiểm nguy,
những tội chướng trước khi làm lỗi, như nay con nguyện sám hối ăn năn. Ngày nay chư Phật mười phương chứng chỉ ghi nhớ tỏ tường vị con, trước Phật đài cho con trần thuyết, hoặc đời này hoặc kiếp đã qua. Thương người thường bố thí ra, hoặc gìn giới cấm hoặc là trì trai. Dầu cho đến cơm ăn một vắt, hay chẳng cấp cho những các xúc sanh, hoặc nhờ thiện nghiệp tu hành này chúng sanh thành tự căn lành tạo nhân. Bồ đề đạo thiện căn sở hữu trí vô thượng đầy đủ hoàn toàn, căn lành trước đẳng đoan trang, nay dồn nhau lại đó cân tính lường. Xin hồi hướng đến đường chánh giác, đạo Bồ đề chứng quả viên dung, y như tam thế thế tôn. Cách nào hồi hướng con đồng nói thêm, các tội lỗi thấy điều sám hối, các phước lành tùy hỷ khắp tuôn. Thành Phật công đức quy hoàng, nguyện thành thượng trí hoàn toàn chẳng sai. Ba đời Phật Khứ Lai hiện tại, gốc chúng sanh tu tập thành công, công đức như biển vô cùng. Chúng con quy mạng một lòng tán dương, trong thế giới mười phương sẵn có khen đức Phật ở đó. Ba đời thân con già ý già lời, giữ gìn thành tinh lễ mười phương thiên. Quay thần lực phổ hiền hành nguyện, hiện khắp ra nhật thiết năng nhân, một thân quá hiển nhiều thân, phân thân khắp lại xét trần Như Lai. Số chư Phật sanh tài số các, hiệp các hàng Bồ Tát rất đông. Mãi trần pháp giới vô cùng, mà tinh thâm chư Phật đủ dùng mở trong. Vòng âm thanh thâm trầm như biển, tiếng diệu vàng thuyết biển pháp màu. Đến cùng cả thải kiếp sau, khen công đức Phật thầm sâu khôn lường. Tràng qua mang tỏ tường quy trọng, kỳ nhã cùng dù lòng đồ hương. Trang nghiêm tốt đẹp phi thường, con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn. Y phục tốt qua thơm cũng tốt, hương đốt nghiền đèn đốt sáng trưng. Chất chồng món món cổ từng, con xin trân trọng cúng dường Thế Tôn.
tâm quảng đại của con chân thật, tin ba đời có Phật tự nhiên. Hãy đem hạnh nguyện phổ hiền, khắp chứng cúng đủ các duyên Phật đàn. Từ vô thì tạo ra ác nghiệp, bởi tại vì tham độc sân si. Gốc do thân ngữ ý này, con nay sám hối bất kỳ trọng khinh. Mười phương có chúng sanh cư trú, với nhị thừa phải học cùng không. Như Lai Bồ Tát Thái Đồng, mà đủ phần công đức dày công tu hành. Khắp mười phương hiện đèn soi thấu, độ sơ cơ thành tựu Bồ Đề. Nay con kính thành quý vị, chuyển pháp vô thượng độ bày chúng sanh. Như chư Phật niết bàn dục nhập, con chỉ tham cần cấp thỉnh khuyên. Cầu xin cổ trụ trần duyên, an vui cho cả nhân thiên mọi đường. Đồ nghe lễ cúng dường nghiêm chỉnh, thỉnh Thế Tôn trụ chuyển pháp luân. Tùy hỷ sám hối thiện căn, chúng sanh hồi hướng đến chân Bồ Đề. Công đức trọng đem về một mối, nguyện xoay về pháp giới viền dung. Tánh tình tam bảo khôn cùng, mà ân tam muội đủ thông dùng tục chân. Công đức này vô lượng như biển, nay con nguyện phụng hiến trọn phần. Nghiệp thân khẩu ý chúng sanh, cùng là thấy pháp quay thần nhạo chém. Và cả thái tiền khiên nghiệp chướng, nguyện tiêu trừ không vướng món chi. Tư không pháp giới năng tri, độ toàn quần chúng chẳng hề trở ngăn. Chốn hư không thế gian kia hết, nơi nghiệp não phiền muôn việc điều tiêu. Mênh mông bốn pháp bao nhiêu, con xin hồi hướng cũng đều như nhau. Nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, nam mô đại hạnh phổ hiền Bồ Tát Ma Tát. Tám mươi tám Phật độ nhân thiên, như vậy Thích Ca Kim Khẩu tuyên. Mười hiệu hồng danh điều đầy đủ, ba hai tướng tốt đủ như nhiên. Như Lai từ màu ban ân huệ, quần chúng khổ đau hưởng phước duyên. Dầu trước tạo ra nhiều nghiệp chướng, cung trần sám hối tội tiêu khiên.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát. Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bồ Tát Quán Tự Tại Khi Thực Hành Sâu Xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, thì Ngài soi thấy năm bốn điều không nên qua hết tài khổ ích này. Ông xa lời tử sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sa tức là không, không tức là sắc, tỏ tướng hành thức cũng đều như thế này. Ông xá lợi tử tướng không của mọi pháp, không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong chân không, không có sắc, không có tỏ tướng hành thức, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, không có sắc thinh hương vì xúc pháp, không có nhàn giới cho đến không có ý thức giới, không có vô minh cũng không có cái hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có cái hết già chết, không có khổ tập diệt đạo, không có trí huệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chứng đắc nên Bồ Tát nương theo Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa lìa mộng tưởng điên đào, đạt đến Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa được quá vô thường, chánh đẳng chánh giác nên biên Bát Nhã Ba La Mật Đa là chú đại thần, là chú đại minh, là chú vô thượng, là chú vô đằng, đẳng trừ được hết tài khổ chân thật không dối. Vì vậy Ngài nói bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng: Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha, Yết Đế, Yết Đế Bà La, Yết Đế Bà La Tăng, Yết Đế Bồ Đề Tát Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Đa Tất Nam Bà Tề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Di Đà Đô Bà Tề A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà. Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Đa Già Đa Già Đa Điệt Già Tha Bà Tề A Di Đà Đa Tất Đàm Bà Tề A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chi Đa Ca Lệ Ta Bà. Tướng Phật A Di Đà sanh chẳng quá sắc
vàng sáng ánh tốt hơn quá. Bát hào chiếu ơi diệu nắm mà non cả thanh nhãn trong ngày bốn biển ngà sáng trong sáng qua ra vô số Phật ngài hiện hàng Bồ Tát cũng hằng sáng lời danh bốn tám lời từ nguyện chính phẩm biên ngã đài độ chúng mà sanh Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dần Đạo Sư A Di Đà Phật Nam mô 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 Nam mô A Di Đà Phật 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 Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Đệ tử chúng con từ vô thể gây bao tội ác bởi lầm đắm trong sanh tử đã bao lần nay đến trước đại vô thượng giác biển trần khổ lâu đời luân lạc với sanh linh vô số điều tàn sống mu hoài trong kiếp làm than con lạc lòng không nhìn phương hướng đàn con dài từ lâu giấc dường ấy hôm nay trông thấy đạo quy hoàng xin hướng về nấp bóng từ quan lại Phật tổ soi đường dẫn bước bao tội khổ.
khổ trong đường ác trượt. Vì tham sân si mạng gây nên con hôm nay giữ trọn lời nguyện, xin sám hối để lòng thanh tốt, trí Phật quang minh như nhật nguyệt, từ bi vô lượng của quần sanh. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyện ra khỏi, theo gót ngài vượt qua khổ ai nương thuyền từ vượt khỏi ấy hàng. Nhớ lời ngài bờ giác không sai, hành tập thiện cho đời tươi sáng, bỏ việc ác cho đời quang đàng, ai đem phước lành gieo rắc phàm nhân. Lời ngọc vàng kia mãi bên lòng, mà có nguyện được sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh, để theo ngài trên bước đường lành này, chúng con khổ nguyện xin cứu khổ. Chúng con khổ nguyện xin tự độ, ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tệ tuyệt vời, con nhớ Đức Di Đà Lạt Quốc, Phật A Di Đà thân kim sắc tượng tốt hoàng minh tự trang nghiêm, năm tu di quyền chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngần mắt biết, trong hào quang qua vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, 48 nguyện độ chúng sanh, chính phẩm sen vàng lên giải thoát, quy mạng lệ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành. Con nay xin khoát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nguyện tam bảo từ bi chứng giám, chốn đạo tràng lễ sám thành tâm, chúng con mê mỗi lỗi lầm, nghiệp dày phước mộng vô tâm hừng hờ. Nay tỉnh ngộ thờ ở đâu lẻ, nguyện Bồ Đề con sẽ tịch tình lẽ nào chẳng thông. Chúng con nguyện gia công cố gắng, đường phước duyên xuất sanh,
bao nhiêu diệu pháp tinh là anh vô quy an lạc tình thanh biệt mầy chí thành cần hôm mai rồi luyện chân tinh thần to hiển càng sinh lão lao bốn nguyện công trình chúng sanh nên Phật ơi linh rạng ngôi tam bảo khắp nơi truyền ba dòng Thích Ca một già kiên tâm đưa nhau thoát cõi mê lầm mà mười phương chư Phật ơn thâm diệu quyền Bồ Đề Tịch diệt phổ hiền chứng ngôi bất thối cần chuyên tu hành nguyện đồng về coi lã thành Tây phương cửu phẩm vãng sanh sen vàng về nơi tịnh độ đạo tràng Di Đà Thọ Ký Lạc tụng kinh là hạnh tốt lành vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh nguyện cho tất cả hàm linh sớm về cõi tịnh nghe kinh diệu quyền nguyện tiêu ba chướng nào phiền cầu chân trí huệ phá xiền vô minh nguyện trừ tội chướng điều linh hạnh lành Bồ Tát thường tinh tấn làm nguyện sanh cõi tịnh siêu phàm mà qua sen chính phẩm sẽ làm mẹ cha qua nở thấy Phật hiện ra vô sanh chứng ngộ bản ta thánh hiền nguyện đem công đức hiện tiền hướng về khắp cả các miền gần xa con và cha mẹ ông bà chúng sanh giác ngộ chan hòa pháp thân Nam Mô A Di Đà Phật phục nguyện tôi từ tâm khởi đem tâm sớm tâm được tịnh rồi tôi liền tiêu tôi tiêu tâm tịnh tại điều không thế mới gọi là chân sám hối đệ tử thành kính nguyện đem công đức tỏ trì kính sám hối hồng danh âm nghĩa nguyện cầu hiện tiền ân sư dương dục quá khứ phụ mẫu hiện tại phụ mẫu ơn đàn nã tính thí công phu công hòa cặp ba tánh vàng dân mười phương cõi phước huệ song tu thân tâm an lạc nghiệp chướng tiêu trừ thường được kiết đường xa lìa khổ ách tinh tấn tu hành sớm thành đạo hòa thứ nguyện cập kỳ siêu của quyền thất tố nội ngoại gia tiên
chiến sĩ trận vong đồng bào tứ nàng. Chữ hương linh hữu vị vô danh, hữu danh vô vị nương nhờ tam bảo, bước đến đạo tràng nghĩa kinh nghe kệ sớm thoát đường mê sanh về cực lạc. Phổ nguyện ơi, cửa thiền nghiêm tịnh đại chúng mang hòa tính chủ được tam đa đàn nà thêm phước huệ. Âm siêu dương thời pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo và Nam mà mô Phật